Chào chú chị nha. Em về thì có con G3701 nha. Còn gọi là 370, 37 đâu ạ. Nhưng mà cái đời 3701 ấy này đấy thì nó sẽ là trợ lực nha. Ổ giật nó sẽ là ổ giật trợ lực ha. Nên giật rất là nhẹ. Con này thì em đã kiểm bô rồi nha. Đó, bê tông còn vân ngang nha. Đó. Đặc điểm là bê tông còn vân ngang hơi chắc nha. Giật thì nhẹ nhàng. Cái này là hàng đấu giá nha mọi người. Cái này là nó đấu giá một lô hàng nha, nó sẽ là ký hiệu đấu giá. Này thì thử lửa có lửa nha. Con này thì cái là nó cái áo đây, cái áo nó bị cắn, nó mẹ nó đứt tí cái áo. Đấu giá nó là nó kiểm tra mọi người, nó kiểm tra hơi lửa đạt thì nó mới đi đạt để nó vô ở đấu giá. Chạy cái nắp thì đây, con này thì cái áo gừa đồ đây thì bán rất là nhiều, anh em người ta chia lại rất là nhiều nha mọi người, tại vì nó thông dụng, hàng 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 gọi là hàng ấy đó. Nó cũng gọi là hàng quốc dân giống như Cinequa nên là phụ tùng nó khá là nhiều. Lắp máy rất là đẹp nha, máy này bao hơi có lửa, về dọn dễ lắm. Gừa mà cái dòng này dọn này em nói là cái dòng này là dọn này còn dễ nhất luôn đó. Vệ sinh ra rất đẹp nha, mặt tiền còn sáng nha mọi người, nó mùng cưa đấy chứ. 3701 con này ghét một cái ở đây mọi người, cây lam nó hư rồi mà nó chạy xích 325 luôn nha, chạy xích 325 xích rất là dài nha. Đây có cây lam này mọi người, nó cắt nó tỉa con mại quỷ sự không nạt luôn, giật nhẹ nha. Đừng có nghĩ là giật nhẹ vậy là mất hơi nha mọi người nha, đây là cái trợ lực giật nhẹ lắm, trẻ em con nít chắc 3 tuổi nó giật cũng được nữa. Ừ. Em đã kiểm bô nha, bao hơi, bê tông còn văng ngang nha. Ừ. Máy thì nó có hư một cái lam. Con này em để cho người 2 triệu 7 nha. Con này em để cho 2 triệu 7 bao ship lên nha. Người dọn có dùng gia đình, dòng này dùng mọi người biết rồi. Còn của chú chị nào không muốn nó trợ lực thì thay cái chụp giật 370 thường vô nha. Thì giật, giật cái lúc đó nó sẽ bực bực. Hai triệu bảy nha, em bao ship máy là em bao hơi nha.